chỉnh sửa lại mình mới giao lưu với ông anh bạn của chủ vườn mai đó, như là giao lưu thành công. Ảnh này là ảnh mua về ảnh tặng cho ba ảnh đó, như là cây mai như vậy đó. Giờ mình dần sơ mấy cái nhánh này, hiểu không? Xin chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Chào Nốt, chào Xuân, chào anh Phi nha. Rồi đó. Đây mấy anh em là đang đại hội gió lâm ban đầu đang ở đó ha. Rồi bữa nay có giao dịch cây mai này quay cho anh em xem Nốt bẻ sửa cây này nha. Đó, như là quấn thêm thôi. Cái này là bữa mình mới đi được có một nước á, nước đầu thôi. Cây này là mình bay ngang ra hay là mình bay xuống hay là mình bay lên đẹp? Bay ngang thôi, cái này chỉ có bay hơi ngang hơi xuống thôi, cái không được xuống quá. Nó cái nghĩa phong thủy gì không? Không phải phong thủy, tại vì cái đầu này hiểu không, nó đổ nó lượn xuống à, nhưng mà cái đầu nó hồi về lên. Hồi lên á thì mình làm phải ngang thôi. Nó không đổ, nếu mà cái đầu này nó không có ngang á, nó không có hồi lên á, thì như cái đổ như vậy là mình phải cho đổ luôn. Nó mới hay, tại cái này cái đầu nó lên nè, thấy không nè. Đó, nó mà phải như mình phải làm cái ngang vậy nó mới hay đúng. Bởi nó phải theo khay thôi ấy nữa. Đúng không? Rồi xem anh Út ảnh bẻ tại chi như thế nào nha. Cây này là ảnh ghép mấy bo đây? Đó. Ba bo ở trên phải không? Bốn bo. À, bốn bo này là đó, bo nhiều quá nè, đó. Thiếu dụ dư cắt bỏ luôn nữa. Hai bo hai bên chứ, bo trước bo sau ha. Đó, thí dụ. Với thêm một bo bên này nữa là ảnh ghép cây này là năm bo tất cả. Rồi. Năm bo anh em xem ảnh sẽ dựng năm bo này thành cái cây như thế nào nha. Rồi đó. Bây giờ ảnh đang cho mọc tự nhiên mới vô kẽm ha, rồi mình theo dõi ảnh sẽ bẻ như thế nào. Tại mình lợp mấy đồ bonsai này á. Chị chung... Trang ơi, chị Trang ơi. Chị Trang ơi. Chị Trang ơi. Qua đây kèm giúp nè chị Trang ơi. Sửa luôn á. Đây em chào chị Trang nha. Đây chủ nhân cây mai vừa giao dịch thành công nè anh em. Là nghệ nhân luôn rồi đó. Đây em quay lại cái cách ăn uống rồi mấy anh em mình học tập cái theo nha. Đẹp quá. Đúng rồi, tại đó phải làm cho nó đúng bài luôn nè, nè đó. Chứ không phải là bán cây mai xong cái mình lấy tiền cái mình im luôn. Không xong có đâu, không vậy, không có. Mình phải làm cho nó cái đúng. Cái này là tình nghĩa. À đó. Tình nghĩa anh em. Đó, thấy không, mày phải rồi. Đó, bẻ nè. Nè, thấy không, gắt mình đi cái to gắt lắm. Chốt mình này về tặng phụ huynh. Phụ huynh chuẩn bị sinh nhật 7 tháng. Thấy không, lấy dụ như cái nhánh này nè. Nhánh này nó dư nè. À. Cắt bỏ. Ở đứng. Chục là mình đứng. Mua đúng số 7 luôn. Không, mày dư. Dư không? Dư. Tại đây là còn nè, thấy không? Hiểu chưa? À. Nè, ví dụ đây là mình phải làm cho nó đúng bonsai nè. Đây từng đây. Đây nhánh đây nữa đây sau ví dụ dư rồi cắt luôn, nhưng mà đây nè. Đó, đây luôn là đó, luôn đó. Đó rồi. Nguyên cái cành hồi đúng không? Đúng rồi, cành hồi nó phải làm cho nó cành đúng luôn. Cành hồi che luôn cái thân để cho đúng rồi. Họ bị táp nắng nè anh em. Phải làm cho nó đúng bài luôn, chứ nếu mình làm không đúng sâu lắm. Hồi nãy làm mới để nó mọc tự nhiên thôi. Đúng rồi. Bây giờ mới lọc bẻ nè. Tại vì mình mới vô quấn là chỉ sợ nó gãy lại đồ non, đồ bonsai là mình phải sửa từ đầu đến cuối. Đi nước nhiều lắm. Quấn vậy nữa sau cây mai nó chuẩn nó đẹp. Nhà chị Trang có mấy bao nhiêu cây mai nhỏ hả chị Trang? Mai nhỏ hả? Mai nhỏ không có mai nhỏ. Không có mai nhỏ. Thì tại chưa có mai nhỏ. À vậy thế. Cái này chị chốt cái này về là tặng cho ông già. À hồi nãy Út 70 tuổi. À hồi nãy Út anh Út có tặng riêng một cái cây mai kỷ niệm cho vợ chồng của chị Trang nữa. Lát cho anh em xem. À thấy không? Đó, mình phải chỉnh sửa cho nó ngay ngắn cho bà con phải không? Thấy không? Bộ rễ không? Rất đẹp. Đó nè, phải lấy cái cùng mày ra luôn nè. Cho khoảng tầm khoảng gần 30 đó anh em. 30 à, đúng rồi. Cái này giống như là cái mông rồi. Đúng rồi chị. Chị khoái mông thử. Đây em quay cho anh em xem cái cách anh chỉnh sửa nè. Đó, chi tàn bữa sau này ha. Rồi bên này là mình chọn bên nào mặt tiền ha Nốt? Không, cái nào đó là mình đều hết phải không? À đều hết, tại vì nó chực mà chực lắc, không chực lắc con, chực lắc đứng lên nữa hồi lại nữa, hiểu không? À. Vừa đổ vừa hồi đầu lại luôn. Lát anh em theo dõi xem anh Út anh tặng cái hàng độc lạ cho vợ chồng anh Hẻ chị Trang nha. Đúng rồi, mình tại mình tặng á, cái anh thấy cái anh hỏi cây này còn cây nào nữa đẹp không,
ảnh giao lưu cho con cây thì nói em có cây nhỏ nhưng mà cây nhỏ nó độc lạ. Này cây này anh em xem ảnh uống nè. Đúng rồi. Nhưng mà cái chi mình cũng phải rám rám vậy mình mới bẻ được phải không? Đúng rồi. Chứ không có để nó phải rám vậy nó bị coi như là nó cũng chạy cơ hai rồi đó. Đúng rồi. Nó phải vậy. Cây này năm ngoái anh em là em đã có hình như cũng phải có thấy rồi phải không? Mới ghép đây chừng 2 tháng mấy ai à. Cái cây kia mới là mà thấy rồi đúng không? Cây này chưa thấy đúng không? Cái cây mà cứ cái ông gì á, ông nằm ấy á, biết là không biết thấy cái cây này không chưa thấy đâu. Nhưng mà như cái phôi này có thấy rồi á. Không, cái phôi thì chưa. Chưa. Cái phôi này như mấy bữa quay cái này mà sao? À đúng cái không? Bữa mới quay đây. Ở bữa đó có cầm cây này ra khoe mà. Đúng rồi. Hay. Đúng không? Cây cặp luôn á. Ừ, mình quay là mình nhớ chứ sao không nhớ được. À, thấy không? Mình phải có thấy cây này rồi. À, thấy không? Sửa cò lắc đồ bonsai là mình phải làm cho nó chuẩn. Để ảnh sửa quay tiếp tục cho anh em xem nha. Nó rất là về cái mâm chi của cái cành hồi này ha. Ví dụ như cái này là nó dư nè. Cái này là mình chơi giống như hai cành phong luôn phải không? Nè, cái vụ nhánh này dư nè, không có cành luôn. Từ. Cái nhánh này mình ghép dư rồi nè. Thấy không? 3 nhánh. 4 nhánh dư. Thì 4 nhánh dư là cắt bỏ một nhánh ha. Đó. Cắt bỏ một cái. Vậy là mình chơi lấy cái nhánh này làm cái nhánh nhánh bay. Lấy cái dưới làm nhánh bay. Đúng rồi. Đây cái nhánh là anh cắt bỏ. Rồi. Anh chọn cái nhánh dưới này nè anh em. Đây cái nhánh dưới này ha. Quay về cho anh em thấy. Đó. Coi như 4 cây cũng hơi dư đúng không? Không, tại vì mình ghép lúc nào cũng dư á, ví dụ mình sửa ấy dư là mình nếu mà ấy không? Là nó bị trùng với cái nhánh dưới đây cái gì? Đúng rồi. Nó bị trùng. Bị trùng chi? Này mình bỏ một cái. Đúng rồi, bỏ vậy nó mới đẹp cái cây. Rồi cái nhánh bay này mình chưa sửa xong nha anh em. Đúng rồi. Lát nữa anh em xem anh sửa nha. Rồi anh sẽ chọn một cái cành thông làm đỉnh ha. Đó, thấy không? Đó, cái cành phong miếng sao vậy là anh chọn cái mặt tiền bên này. Đây, cái mặt tiền này ha. Đó, anh chọn cái mặt tiền này ha. Rồi, cành này là cành phong. À, thấy không? Mình sửa đây, nhánh đây. Nhưng mà nửa cái nhánh này nữa nè. Mình để dài cái mình lượng đây thêm từng chi nữa là cây nó rất đẹp luôn. Đúng không? Không. Đó, nè, thấy không? Mình sửa sao mình canh sao mình nửa đây nè là từng thêm một cái nữa là nửa mình lượng đây nè à, là đợi nuôi cái đọt nó bắn ra ha. Đúng rồi mình cái thấy hai nó bắn ra dài chút. Đúng rồi sửa phải... tiếp cho cái mâm ở phía bên này. Đúng rồi. Đây anh em thấy cái phần này nó hơi trống tại vì cái cây nó mới ha. Thì cái phần trống này á là cái cây này mốt là nó ra cái nhánh này nè là sẽ lắp đầy cái phần lắp này lắp đây là nửa mình sửa đây cũng đây là đó là ở đây ở đây như là lọt từ tầng thứ 3 hiểu không? Đây là một tầng dưới đây từ tầng thứ 2 rồi tầng thứ 3 là nó nằm đây nè ở đây cái đầu đỉnh rồi dưới mình bẻ sao cái cành bay á cành bay mình làm gì thôi bẻ ngang không đó nó chỉ có vậy thôi. À, thấy không? Nói chung cành này nó hơi lạ xuống xíu đúng không? Đúng rồi, nó phải bay vậy thôi. Nó bay ngang hơi lạ chứ. Đó. Hơi lạ chút. Để quay đây này. Đó, anh thấy không? Đúng chưa? Chi cành. À. Chi cành đó là nhìn là đúng không? Anh Công. Ra nè, cho em hỏi cái anh Công. À. Anh Công. Đây. Mời ban giám khảo bonsai anh Công coi, anh Công bắt tài đây. Trời ơi. Anh cái mặt anh có lớn có nhỏ gì lên trên đây nãy giờ anh. À, đó, anh phải dòm ơi, nói sao. Chờ anh cái mì gồ này. Đây, đây, đây. Đứng đây bên đây anh. Đó, đứng bên đây. Ờ, cho anh đi vòng anh coi trước đi. Đi vòng anh coi trước đi. Đó, anh đi gì hỏi gì. Cái mai mà anh cắt là bữa rồi mua cái mai này. Không, anh coi sửa, có chỗ nào góp ý, anh sửa lại cái. Này anh coi vòng luôn đi đó anh coi vòng luôn đi cái gì mà những vấn đề gì cái này anh coi thôi coi bẻ vậy là nó vô thế chưa vô thế sao anh hay sao đó anh nhưng mà ảnh thường thường là bonsai là phải có cành lã cành rớt phải không rồi cành phong rồi nhưng mà cái này là anh úp và anh làm theo kiểu là nó đều hết tứ diện
Thì theo ý kiến riêng của anh Công thì thấy cái như thế nào, nếu mà cây này của anh Công sửa sao? Ý kiến riêng của anh á, thì cây này là nhận định cây này là một cây ngồi đây hả? Dạ. Cây này là một cây mai nghệ thuật. Dạ. Cây mai nghệ thuật. Út ơi, anh Út ơi. Rồi. Cây mai nghệ thuật. Còn nói về bên mà bonsai thì nó cũng có hai cái trường phái bonsai nghệ thuật và bonsai bài. À. Đối với bài anh, là sao, dán bài là sao, anh có thể tả một cái ví dụ là cái cây cân đối hài hòa đó, lúc trước mình cũng có phân tích trên mấy cái clip trước đó không? Dạ. Cân đối hài hòa là tính từ rễ, thân, cành, lá, tính chất hài hòa của nó. Còn cái này là cái cây nghệ thuật là nó vượt qua cái tầm của cái đó rồi. À. Của cái cân đối rồi. Cái cân đối hài hòa rồi, nó là một tác phẩm nghệ thuật. Thì nó không có sự cân đối nữa. Nói chung là nó vậy, theo như anh nghĩ là khi mà nó đã nghệ thuật rồi là nó không có còn có sự cân đối hài hòa nữa. Nó phải có một cái bước giống như nó đột phá. Thí dụ như anh góp mấy cái này, thí dụ như giờ anh Út anh đang sửa cái tán lá này so với ngay cái tâm đỉnh nè. Dạ. Từ đây qua đây thì nó 3 tấc. Đây nên cái tàn lợp trở về che thân nó vẫn 3 tấc. Nhưng mà riêng anh á, thì nếu như cái cây nghệ thuật á, là mình nên nuôi cái tàn này là lệch xa ra nữa. Ở bên đây 3 tấc. Tỷ lệ bao nhiêu, theo anh tỷ lệ bao nhiêu? Anh qua bên kia nè. Nó cái tàn này nè. Dạ. Nuôi ra 5 tấc. À. Bên đây 3 thì phải bên đây 5. À. Nó không thể nào nó cân đối như vậy là nó cũng có một phần là nó bớt cái tính nghệ thuật là phải ẻo lả hơn chút nữa. À. Cái tàn này mình phải nuôi thêm một gan nữa. Nó là nó đứng đọt. Đứng đọt. Cho nó chạy lên gan nữa ha. Nuôi thêm gan. Cho nó chạy nè, tại mình hiểu không? Chưa có tỉ đọt. Còn cho nó gan khúc nữa mà. Anh Út lên đó nè, đó nè. Theo anh ý anh Công á là coi như cái cây này nè là anh nuôi thêm một gan nữa. Còn bên này thì giữ nguyên ha anh Công. Còn anh Út thấy như thế nào anh Út? Không, theo mình đó là mỗi người mỗi cánh. Dạ. Đúng rồi. Không như ngàn em mà nó bảy coi rồi đây là tại vì cái mai cây nghệ thuật là mình phải bẻ càng coi là càng tốt. Dạ. Càng nhặt là càng đẹp. À. Cũng như trong đó là ok nhưng trong hay nói bên này nè, nếu bên này để cái nhánh này là để nuôi, để nữa nó ra cho đẹp với ra nuôi nữa mà em nuôi vậy là nuôi tầm khoảng một gan nữa ha. Còn thằng này mà nói gì chơi nghệ thuật là mình sẽ dẹp thằng này cho này tròn, lấy này ra để mình chơi từ ở dưới lên trên. Đúng rồi, tới đây hết rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà sau này em sửa là tới đây đúng rồi, không hay chơi coi như là nó che được cái mông này là thôi, nó tới đây thôi. Đúng rồi Tức là phải để chống cái này cho người ta thấy bộ rễ không? Đúng rồi. Chơi nghệ thuật. Còn thằng này là phải chạy, thằng này là phải thật. Đúng rồi. Vậy là làm tới đây thôi, cái này hơi che chút rồi đúng không? Đúng rồi. Theo nốt lỡ này hơi che chút. Đúng rồi. Bởi vì nghệ thuật á. Nói vậy rồi sao nó hơi che chút rồi vậy sao? Thì mốt tẻ bỏ cái đâu dễ ợt. Này dễ, không có gì khó đó. Giờ mình ăn thua, giờ mình đuổi thêm lại cái này. Đúng rồi. Đó, nhưng mình sửa vậy, mấy này nó đứng, mấy này nó biết chạy đọt ra, mình nuôi thêm đọt. Anh Hải ơi. Từ từ anh Công. Đấy, đứng đây. Đấy, từ từ. Đây anh đứng đây để em hỏi anh Hải cái ra đây anh Hải. Đây bây giờ anh đứng nha. Thôi giờ cho anh con vòng. Bây giờ nãy giờ mấy anh ý kiến anh em á. Bây giờ anh Út sửa mai á là anh đang sửa cái thế này. Còn anh Công á là anh Công anh nói bây giờ cái này cũng ok, nhưng mà cái tỷ lệ nó phải ra đây tầm khoảng một gan nữa, tức là phải nuôi á. Còn theo ý anh Út Đực á là cũng y chang anh Công, nhưng mà anh Út Đực thêm một ý là cái chỗ này là chỉ nuôi tới đây thôi đó, còn chỗ này thì ra cũng gan y chang như anh Công. Còn theo ý của anh Hải thấy như thế nào? Anh Hải cũng là ông xã của anh Trang, cũng của chị Trang, cũng là không chủ phải cái là này trong nghệ thuật, nhưng mà về quan điểm của anh á. Dạ. Thì chính xác là phải đưa cái đừng không nên để những cái này á là che cái thân, để cho lửa cái thân rồi bộ đế lên. Đúng. Về quan điểm của anh đó là mình tới đây thôi đúng không? Thôi vậy được. Tới đây thôi bẻ này ra luôn rồi, bẻ rồi bên trái hoặc bên phải rồi đó. Nếu mà vậy á
bỏ một khúc, cắt một khúc thôi. À, làm liền luôn ha, làm liền đây. Cắt khúc thôi. Làm liền luôn đây. Tại sao đó không? Nếu mà mình để chỗ này á thì nó ra che thằng này nó mất cái co, cái co lượng. Đó, có thể mình bẻ ra đó, mình cắt sát vô rồi xong mình đưa ra ngoài hoặc đưa qua đây. Nó sẽ hay hơn. Nó lên chỗ này nó hay hơn. Đó về quan điểm của tôi nha. Còn về quan điểm của anh em khác là nó có nhiều cái ý kiến. Còn phía bên kia anh thấy như thế nào? Ừ. Còn khi cái bàn bên kia nó đưa cái bàn này lên thì mình phải chăm chế một xíu, chăm chế lên chút xíu để nó dễ bị cháy thân. Thấy không? Cái này quan trọng chưa nữa. Được. Được. Còn bên này thì anh thấy như thế nào nếu mình ra ăn gan nữa? Nó cũng ổn rồi. Cái này là muốn ra dễ. Thật ra cái này thì từ bây giờ tới Tết á thì mỗi bên nó ra chơi bonsai, tàn không cần phải quá lớn. Nó chỉ ra chỗ này thêm một tắc nữa là ok rồi. À. Lộ bonsai, một bên một tắc nữa là ok, một tắc nữa ok. Còn về nguyên tắc chơi đó là sao, đã chơi bonsai là gì? Bonsai là người ta phải đế và thân rồi đó, cành thôi, ít thôi, lợi cành ít lợi nữa mình sao mình làm gì nửa nút đó. Không làm mấy này nó sẽ bẻ được, đúng rồi đó, đúng không? Nó tại vì cây mà có bộ đế mà che đế thì không còn che đế, cây nó thăng không hay. Làm là sửa tới đây thôi, đó phải chưa vậy đó, nó lòi cái mông ra. Mà anh em thấy không, một người thì nhiều khi mình chưa có ấy hết, còn có ý kiến tới bốn người tự nhiên cây ra đẹp hơn à. Đó, mời A Phương ra nữa, thử ra rồi. Anh Phương. Ừ, mời để cây. Thầy như anh Cẩm Thận á, thầy như anh á. Sơn. Trên là trời, dưới đất, đúng. Đúng. Không, ai thấy dưới đất. Về nguyên tắc. Rồi đó, đại ca nhìn đây, giờ đó ý kiến gì nữa, thêm một người đó. Rồi. Nãy giờ mới sửa lại rồi đó, mới sửa lại cái mông này là lúc vô rồi đó. Trời đất nước. Người ta phải có. Nhưng mà bây giờ cái này anh nói là câu là bây giờ sửa là nước nhỏ vậy thôi, 11 cái này nó lớn hơn nữa là nó sẽ ra lên là sẽ ok. À. Bây giờ là cái giống như là một cái gì là sửa mâm. Sửa mâm mà nó sẽ đều. Đứng đây em lấy cái hình đó. Đứng xem giùm lấy cái. Thì là ok rồi. Cây này phải chừng 3 tháng nó đi rồi là mới nói chuyện được. Ra lớn như vậy. Tính Tết bông nữa cây này cực kỳ. Nhưng mà cây này á là nên em nói anh Hải về nữa xong là đến đồ anh đậy lại cho em. Đúng rồi. Chứ để nữa là nó bị nứt. Đúng rồi. Thì nắng lên nó thôi. Mình đang nếu mà phải về bó là chăm thì theo chế độ chăm. Còn nhưng mà ở đây bên đây vừa Mai Phương Bình nó bị mát. Nó phun lại cái tàu. Nó giống như là ăn nhiều quá vậy không được thì nó khâu là gì hết. Hôm nay thâu chậu lại người ta nói nó hư tùm lum. Vậy. À, đó về hâu lại á. Hâu lại vậy đó. Sao về quan điểm anh á. Cái việc mà thu á thì đối với anh em á thì anh em mình của khu đất đây cũng giống miền Tây. Dạ đúng rồi. Thu đế đó là rất là tốt. Không, nói chung là hợp lại. Cái vấn đề là gì, thu có thu hay không mà vấn đề mình canh nước mới quan trọng. Đúng anh nói đúng, canh nước mới quan trọng. Cây này á dài á là anh phải coi nước đó. Anh phải tưới là rất là nhiều rồi, nó bóp nhiều rồi, ít phân thì buộc phải có nước. Mà khi trồng chỗ lớn nhiều là tất cả là phải canh nước lại, phải thiếu nước lại phải canh làm sao. Nhưng mà thể hiện là có cái câu là qua bộ lá này nè. Không phải em nói nè, bộ lá là... thôi. Hôm nãy là chưa có sửa lại nó không đẹp, giờ sửa lại thì rất đẹp. Trời đẹp. Bây giờ trên đây là hồng lại là quay từ cho anh trực diện quay xuống, em đừng quay ngang cây mai không thấy xương. Ở trên quay xuống mới thấy xương. À xương à. Coi. Đó, em phải coi, trời đất ơi. Em là ban giám khảo, em phải chỉ cho Hồng quay để như vậy. Chứ quay ngang, tạt ngang không giờ thôi thấy được một bộ xương. Cái này là mình để coi càng nhặt càng nhặt. Nãy giờ em quay kỹ lắm rồi. Kỹ nhưng mà đó, trên quay xuống lại xương không coi. Nói chỗ chỗ anh nốt với nốt này với là Phương Bình với là chỗ cộng với là chỗ xương này nè. Tại sao khi qua hậu á, người ta phải chấm 3 vòng. Sao? Rõ biết. Chứ bây giờ tự nhiên em quay tạt ngang không đâu thấy được. Chấm 3 vòng chứ phải chấm khuôn mặt. Đúng rồi. Vậy là cái cây này là nó có kỷ niệm rất là nhiều luôn đó anh Hải ơi. Ok. Cái cây này là được một sự góp ý của quá trời vườn mai lớn luôn nữa không? Đúng. Cây rất là giá trị luôn. Còn cái cây mà nãy là ông tặng đâu rồi? Nè cho anh em xem nè. Cho anh Hải luôn. Rồi. Đó chào đó. Cho anh Hải luôn. Thấy anh Hải uống rượu nhiều quá tặng cho. Thôi. Cho uống trà cho nó mát. Giờ mình làm cái tấm hình kỷ niệm nha. Em cái phan này là cái lỗ. Không đó phải giữ chút xíu nước lại đây anh. Quái cái này là cái này nó giữ được. Nó không có giữ nước nên nó màu khô lắm. À. Nó càng khô là càng tốt á. Nó khô lẹ lắm. Mỗi ngày em sẽ nhưng mà biết rồi nhưng mà nó chịu chút xíu nước cái nói chung là em thử nghiên cứu rồi. Đúng rồi. Bây giờ thật ra thì cây nó có rất là nhỏ.
nhưng tấm lòng đúng. Không phải là cây lớn, đúng là cái tình, cái nghĩa nha đó, cái quý chỗ đó, nó chỉ có một cây rất là nhỏ thôi nhưng mà tấm lòng rất là lớn, ý nghĩa rất là nhiều. Mà hết chuyện buồn nhậm chi mà lộ cây cái mai. Cái này nói chung nó kỳ công hơn cây này nhiều. Đó, sau này á già giống như vậy mới được nha. Già râu ghê gì mới nhậm được cái mai. Chứ là trẻ quá là không được á. Hay không? Thấy gì luôn á. Không có đang tìm tòi là hỏi tại sao mà cây mai như vậy mà nó ổng ngồi trong cái hai cây siêu bông bình lợi hết á. Đúng rồi. Không, cây này rồi Sài Gòn. Ở Sài Gòn hả? Tư Quý, gốc Tư Quý. Gốc Tư Quý. Nè, gốc Tư Quý Sài Gòn. Nhưng mà cây này về bữa nó về xong rồi. Gòn lá bự vậy. Ở Sài Gòn luôn hả? Sài Gòn. Ở đây Sài Gòn lá đó đàng hoàng. Gì lá lớn. Không đó. Dạ, chúc mừng giao dịch thành công. Xin rất là chân thành cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Vừa giao dịch và vừa tặng một tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp. Rất là đẹp. Rồi, cảm ơn anh. Các quý giả xem đài thì có gì liên hệ chỗ vừa Mai Phương Bình, đặc biệt chỗ nốt mai nhỏ nghệ thuật, mai lớn anh Phương Bình có đầy đủ hết. Đó. Giá trả phải chăng? Tôi cảm thấy hợp lại. Dạ, okay. Bữa nó đứng lá lên rồi. Cảm ơn anh chị đã ủng hộ hôm nay. Okay. Là tới đây là cũng chúc anh em sức khỏe dồi dào. Tôi cũng hết bệnh, tôi cũng mới gặp được ông thầy chữa hôm nay cũng đỡ rồi, tôi cũng nhậu được năm rồi. Như mà nhậu nhậu nhẹ vậy thôi. Anh em mình cũng chúc cho phương hết bệnh. Anh em mình có cơ hội gặp bề ngoài. Cảm ơn khán giả, các anh em đã theo dõi tới phút này nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Rồi, chào bà con. Rồi.